1001 câu chuyện. Ôi, xin chào các em, và video ngày hôm nay của chúng ta sẽ đến với một miếng sticker 5.000 đồng. Wow, rất là xinh luôn nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng khui ra để xem là miếng sticker 5.000 đồng này thì gồm có những nhân vật nào và sẽ như thế nào nha. Wow, chúng ta có một cái phong nền ở dưới đại dương thật là xinh xắn luôn. Nhưng mà hai cái sticker đó, này một cái miếng sticker và một cái phong nền thì nó chất quốc, nó không khớp với nhau. Đây là những cô đàn đang đứng với những cái dáng là múa ba lê ha mấy em. Đó, cùng với là những cái chiếc váy rất là xinh có kim tuyến ở trên váy nè mấy em thấy không? Đó, rất là đẹp luôn nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một cuộc thi tài năng đối với ba cô gái này. Và trước tiên đến với cuộc thi thì chúng ta phải tạo sân khấu rồi đúng không nè. Bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào tạo một cái sân khấu nha. Và bây giờ sẽ đến là một cái phần trang phục dành cho ba cô nàng của chúng ta ha. Đây, mình sẽ vẽ đơn giản thôi một vài cái nha móc. Bây giờ mình sẽ thay đồ vô cho ba nhân vật của chúng ta. Nhân vật đầu tiên, qua cô nàng này của chúng ta có mái tóc rất là giống con trai luôn nha. Đó, bây giờ mình sẽ mặc một chiếc váy vô cho cô ấy. Ý, sao cái người này hơi bự, cho nên là hình như chiếc váy nó không phù hợp. Chiếc váy này mới đúng nè. Ta-da. Cô nàng đầu tiên, cô nàng thứ hai là cô nàng tóc hồng nha. Mình chọn một chiếc váy đơn giản cho tóc hồng thôi. Đó. Và mấy em biết không, đây là ba thí sinh cuối cùng được lọt vào top chung kết. Có nghĩa là chúng ta sẽ tiếp tục thi vòng đấu để chọn ra người duy nhất đạt giải nhất trong cuộc thi tài năng. Đây là ba thí sinh của chúng ta rồi mấy em ơi. Bây giờ mình còn mấy cái hoa nè, bây giờ mình sẽ trang trí lên sân khấu luôn nha. Đó, những cái chùm hoa nhỏ này nè. Đó, mình trang trí sân khấu của mình nó thêm xinh đẹp. Đó, xong rồi. Còn đây là những bộ trang phục nè, mình sẽ treo lên nha. Đó, trang phục đơn giản có, trang phục lộng lẫy cũng có luôn. Đây, còn lại là những phụ kiện. Có rất là nhiều quạt nè, quạt tóc hoa. Nó có cả là bánh luôn á, có cây nữa. Ta-da, chị đã xong cái phần nè, để trang phục vào trong phòng thay đồ rồi nha. Trời ơi, sắp vào vòng chung kết rồi, mình lo quá đi mất. Nhưng mà lần này chắc tóc hồng là thí sinh đạt được giải nhất rồi. Thấy cậu vừa xinh đẹp lại còn tài năng nữa. Ôi, cái vòng mà cậu múa ba lê á, trông nó thật là đẹp làm sao. Bây giờ là vòng tự thiết kế trang phục của mình. Cậu đã chuẩn bị chưa? Cậu đừng có quá khen mình như thế, mình thấy cậu cũng rất là tài giỏi mà. Nôn nao quá, đồ trang phục của mình thì mình đã chuẩn bị ở trong phòng thay đồ kia rồi kìa. Còn cậu đã chuẩn bị chưa? Khen qua khen lại thấy mà mắc ghét. Mình á, là người sẽ đạt được giải nhất. Mình vừa xinh đẹp vừa tài giỏi như thế này, hai con nhỏ đó thì làm gì mà có cửa chứ. Đây nè, đây là bộ trang phục của mình đó. Mình đã thiết kế rất là lâu mới được ra thành bộ như thế này nè. Wow, đồ của cậu thật là xinh. Mình thì không có bằng cậu rồi, chắc chắn
cậu là người đẹp dễ nhất rồi. Còn tóc cam, đồ của cậu đâu? Đồ của mình đó hả? Mình cũng tự thiết kế, nó cũng rất là đẹp. Mình nghĩ là như vậy. Và mình nghĩ ai dễ nhất thì chưa có chắc đâu. Cho nên cậu đừng có đẩy qua cho tóc hồng làm gì, đúng không? Mình thấy tóc hồng cũng bình thường thôi mà, làm gì mà khen dữ vậy? Tóc cam nói đúng đó. Tóc xanh à, mình cũng bình thường như hai bạn thôi. Cả ba đều cùng lọt vô top này mà, cho nên không ai giỏi hơn ai cả. Nát hồi thi thì mình sẽ biết. Mà thôi, không cãi nhau nữa. Hai đứa mình đi ra ngoài tìm thêm phụ kiện đi. Ý, mình biết là mình xinh đẹp hơn nó, mình tài giỏi hơn nó, nhưng mà với chiếc đầm của mình, chắc chắn mình không thể thắng được nó. Hai đứa bọn nó không được, mình phải tìm cách đánh mất hai chiếc váy của hai đứa nó mới được. Như vậy thì mình mới có thể hang nghiêng bước ra sân khấu và không ai phải tranh giành với mình. Được rồi, lần này để xem ai mới là người đạt giải nhất. Này là váy đẹp, này là váy xinh hả? Để xem hai người các ngươi chiến thắng bằng cách nào. Đồ ở trong đây á, bây giờ chỉ còn những bộ đơn giản thế kia thì làm sao mà thi. Bây giờ mình sẽ thêm phụ kiện vô nữa. Trời ơi, mình thấy mình xinh đẹp quá các bạn. Còn các bạn thì sao? Các bạn thấy mình đã đủ xinh đẹp chưa? Hey, chiếc váy này có lẽ là mình may hơi sai kích cỡ, nó hơi nhỏ với mình. Nhưng mà không sao, dù gì thì mình còn có đồ để mặc. Còn hai đứa kia thì bây giờ nó không có cái gì hết. Thôi, mình tranh thủ lên sân khấu trước đây. Hai đứa mình vô thay đồ đi. Ủa, chết rồi, đồ của tôi đã mất tiêu rồi. Trời ơi, đồ của cậu mất, mà đồ của tớ cũng mất luôn rồi. Bây giờ làm sao đây? Công sức của mình bấy lâu nay như vậy là tan thành mây khói rồi sao? Thôi được rồi, mẹ đừng khóc nữa, để mình tìm cách nè. Cũng may á là mình không may thiết kế có một bộ, mình còn thiết kế cả hai bộ nữa. Nhưng mà tuy nó không được đẹp như bộ ban đầu, nhưng mà mình mặc tạm đi. Trời ơi, xinh quá, chiếc váy này nó còn xinh hơn cả chiếc váy cũ của mình nữa chứ. Bạn đúng là tuyệt vời, Tóc Hồng ơi. Bạn mà không được giải nhất á hả, thì hả, trên đời này không có ai hả được giải nhất đâu. Và sau đây là phần trình diễn của thứ giới sinh số 1, Tóc Cam. Và các bạn nhớ ủng hộ trang phục của Tóc Cam nha. Wow, một bộ đồ cũng rất là xinh đẹp đúng không các bạn? Và bây giờ chúng ta đến với thí sinh số 2, Tóc Xanh. Trời ơi, nó làm gì có đồ để mà mặc. Đã nói rồi, đừng có gọi tên nữa, nó không có ra đâu. Xin chào các bạn, mình là thí sinh số 2, Tóc Xanh ạ. Đây là trang phục của mình, mong các bạn ủng hộ nha. Cái gì? Chẳng phải mình đã giấu đi trang phục của hai tụi nó sao? Chuyện này như thế nào vậy hả? Mà thôi, có một mình nó cũng chẳng nhầm nhò, còn có Tóc Hồng nữa mà, chưa chắc gì nó đã có đồ. Thí sinh số 3 cũng là thí sinh cuối cùng, và chúng ta hãy mau bình chọn thí sinh Tóc Hồng. Xin chào các bạn, mình là thí sinh Tóc Hồng. Wow, chiếc váy của Tóc Hồng thật là xinh đẹp các bạn ơi. Mong mọi người ủng hộ cho mình nha. Chuyện quái quỷ gì thế này? Tại sao vậy? Mình nhớ là mình đã giấu bộ đồ của hai đứa nó rồi cơ mà. Chết thì được mà. Rồi, và sau đã xong phần trình diễn của ba thí sinh. Và cuối cùng kết quả, thí sinh đạt giải nhất trong cuộc thi tài năng chính là thí sinh Tóc Hồng. Xin các bạn hãy cho một tràng vỗ tay nào. Thật cảm ơn các bạn đã ủng hộ và bình chọn cho mình. Ta-da, và thế là câu chuyện của chúng ta đến nay cũng đã kết thúc rồi. Ghen ăn tức ở, muôn đời nát nha. Đó, làm việc xấu thì cuối cùng cũng không có cái kết quả tốt đẹp. Và người chiến thắng vẫn là Tóc Hồng, người tài giỏi, xinh đẹp, tốt bụng. Và video đến đây cũng đã kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các em ở video sau.